Rồi, hello anh em. Đường đang rất là đông ở ngoài Hà Nội. Mình vừa mới di chuyển từ Hạ Long về đến Quảng Ninh, đến Hà Nội, Quảng Ninh về đây. Để thấy đường rất là tắc. Thì cũng không biết làm gì thay vì ngồi nhìn đường tắc này cảm giác rất là khó chịu, thì mình chuyển đổi sang thành cái trạng thái vui hơn, đó là bật cái điện thoại lên và chia sẻ cho anh em những cái kiến thức, những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm của mình về đầu tư bất động sản. Cũng mong rằng nó giúp đỡ ích được cho chúng ta, giúp ích được cho anh em, giúp ích cho mọi người để mọi người đầu tư tốt hơn, thực hiện những cái chiến lược của mình tốt hơn. Và tất nhiên đây cũng chỉ là cái, đây sẽ là cái nhận định và cái quan điểm và cái trải nghiệm của mình thôi, mình chia sẻ cho mọi người. Mình không dám chắc là đúng 100%, mình cũng không dám chắc là nó sẽ ra tiền cho anh em 100%, nhưng ít nhiều nó sẽ một chắc. Và mình chắc một điều là nó sẽ mang lại cho em, anh em là cái dữ liệu, thông tin để các anh em tham khảo. Thôi thì hôm nay mình làm một cái chủ đề này đi, chủ đề về sự tích cực đi. Sự tích cực ở đâu người ta cũng cần cả. Bên đường bên kia thì là cái đường nó đang tắc, ngược ra là cầu Thanh Trì đang tắc. Bên đường này là đường xuôi vào trong thành trung tâm thành phố Hà Nội. Chúng ta không thể biết được bây giờ, hiện tại bây giờ đường đang thông thoáng. Vừa nãy lúc nãy ở đông nhưng bây giờ đang thông thoáng. Thì đến chỗ đường Vành Đai 3, cái đường trên cao kia nó còn tắc hay không? Thế cái hình ảnh đấy để nói đến mọi người là gì? Chúng ta đi đầu tư cũng thế thôi. Chúng ta đi đầu tư hay mua bán bất kỳ một cái gì ấy, kinh doanh hay là làm nghề cũng thế thôi. Làm gì cũng vậy. Chúng ta không thể biết được thị trường ngày mai ra làm sao. Đây này, bắt đầu đông đường này, tắc đường rồi này. Đấy, vừa nói xong rồi. Đấy, bắt đầu đang tắc đường rồi này. Thế thì cái câu chuyện là lúc nào chúng ta cũng phải đề phòng cái rủi ro xảy ra. Ví dụ cái quan điểm đầu tư của mình ấy, đầu tiên nó là gì? An toàn là số 1 và lợi nhuận là số 2. Với mình chưa bao giờ mình đặt là cái lợi nhuận lên hàng đầu cả. Chưa bao giờ mình đặt cái lợi nhuận lên hàng đầu. Và lúc nào mình cũng đặt sẵn sàng là rủi ro. Đầu tư tài chính hay đầu tư bất động sản hay đầu tư kinh doanh hay đầu tư doanh nghiệp hay đầu tư một cái gì đi chăng nữa, lúc nào cũng có rủi ro hết. Cho nên là nhiều trường hợp là cái trái phiếu vừa rồi ấy, bây giờ chúng ta nhìn rất nhiều những cái vụ trái phiếu ấy, là có sự cam kết, là có sự bảo lãnh, là sự này kia ABC. Kể cả là dòng bất động sản nghỉ dưỡng cũng vậy. Bản thân mình là người phân phối mình biết mà. Nhưng may cái là mình làm cho những cái chủ đầu tư lớn, họ còn cam kết những cái dòng biệt thự. Còn những cái dòng condotel hoặc là dòng căn hộ khách sạn, ở đây mình không có chê nhá. Có nhiều anh em đang làm dòng đấy thì có thể là anh em cũng nên nhìn nhận lại xem là nó đúng hay không, để mình làm sao mình tư vấn nó tốt hơn thôi. Không phải là bảo anh em chê, đây mình không có chê cái gì cả. Mình nói là nếu mà anh em kiếm được tiền người đó tốt thì mai kia anh em đi đầu tư nó cũng sẽ tốt. Còn nếu mà anh em kiếm cái tiền đó mà không may là nó để cho người khác bị hệ lụy này hệ lụy kia ấy, thì tương lai kiểu gì anh em cũng bị thằng khác nó vặt lại. Không tin cứ đợi mà xem. Luật hoa quả nó ấy lắm, vòng tròn nhanh lắm. Đấy, ví dụ đấy, quay trở lại ví dụ câu chuyện trái phiếu cũng thế. Những cái bạn nhân viên ấy, những cái bạn ngân hàng ấy, thì bạn ấy là không có chủ đích là lừa ai cả. KPI lợi nhuận trên doanh số KPI là bị áp xuống, và người ta làm đúng những cái trong cái hợp đồng trái phiếu đấy. Còn bây giờ anh em mua thì anh em phải chịu cái đấy thôi, đúng không ạ? Chịu cái việc ký tá thôi, chứ không ai chịu được cả. Làm sao mà chửi bới được người nhân viên được? Không thể chửi bới, chửi cho hả tức thôi. Nhưng nếu mà người ta cố tình lừa cơ thì còn bắt chẹt được, chứ mà người ta không cố tình lừa mà anh em lại làm như thế là thành ra này đáng lý ra đòi tiền, nhưng mà thành ra lại không cẩn thận bị kiện ngược đấy, chứ không phải đùa đâu. Cho nên là gì, khôn dại tại tay đấy, thắng bại cũng dại tại tay hết, chứ không phải là chúng ta đổ cho người khác được. Đi giao thông lại cũng thế, không thể biết ngày. Mình xem rõ ràng là anh em nhìn kế hoạch của anh em là làm rất là tốt, rất là chi li, rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết, rất rõ ràng, đúng không? Nhưng vì sao vẫn dính? Nó giống như là mình đi giao thông như này, rõ ràng mình ở quê, mình ở Quảng Ninh, mình lên đây gần đến chỗ đường cầu Thanh Trì thì mình có cầm điện thoại và mình xem map. Nhưng nên đến đây là nó vẫn là bị trường hợp đấy. Cái lúc mình xem map thì nó chưa có vụ ẩu đả,
về 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 giao thông chẳng hạn, à quên dùng từ ẩu đả không ạ, va chạm về giao thông dẫn đến là cái đường nó tắc, hoặc là lúc đấy là cái mật độ nó chưa cao, nó cập nhật của Google lúc đấy nó chưa cao, rồi chưa nói đến sai số của cái Google nó đưa ra, thì nó có phải việc là có rủi ro không? Rủi ro là tắc đường, rủi ro là muộn giờ, rủi ro là mình bị mệt mỏi trên đường này, thì nó giống như các bạn đi đầu tư cũng thế thôi. Các bạn đi đầu tư kế hoạch rất là mỹ mãn, rất là tuyệt vời đấy, nhưng vì sao thực hành nó vẫn bị gặp trắc trở, đúng không? Mình làm sao mà lường trước được, bởi vì mỗi ngày ấy là nền kinh tế, cái sự vận động của xã hội nó khác nhau đi, nên khi đi đầu tư mua bán bất kể một cái gì bắt buộc phải đặt rủi ro lên hàng đầu. Đặt rủi ro không phải là mình sợ, đặt rủi ro để mình kiểm soát, đặt rủi ro để mình đưa ra những giải pháp, đặt rủi ro để mình biết nó là lớn nhất nó là cái gì, chứ không phải là mình sợ. Chưa bao giờ sợ rủi ro. Đầu tư là quản trị rủi ro, làm cái gì nó cũng đều quản trị rủi ro hết, từ sức khỏe đến học thức đến gì, làm kinh tế sự nghiệp đều có rủi ro hết, không ai là không có rủi ro cả, vấn đề là ít hay nhiều. Người nào trải nghiệm nhiều, người ta ngã nhiều thì người ta sẽ đứng dậy được ngay ở chỗ đó, nhưng tất nhiên người ta phải đứng dậy được. Có nhiều người ngã là nằm luôn, tất tay là ngã nằm luôn ấy. Đấy, tất tay. Thế thì hình ảnh của đứa trẻ con cũng rất là hay, nó ngã xong tự đứng dậy, nhìn thế thôi nhưng mà để thực hành khó lắm, rất là khó đấy, chứ không phải không đấy. Bản thân mình cũng 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 được nếm trải cái đó cho nên mình biết mà. Có người ngoài nói thì hay, như đài thì nói Việt Nam, nhưng mà khi mà gặp phải trường hợp đấy nói chung là đầu óc nó mụ mị, đúng không ạ? Nó rất là mụ mị. Thực ra mình thì không bị ảnh hưởng về kinh tế đấy, mình chỉ có là hơi buồn khi mà các cái thương vụ đấy nó không giống như mình nghĩ thôi đấy. Những cái thương vụ đánh đề, những cái thương vụ mình nghĩ như đánh đề đánh lô ấy, bột ăn bảy cửa tịt ấy, thì là cái đấy thì mình cảm thấy nó bị sai lầm thôi đấy. Thì là nó có với góc nhìn của mọi người thì mỗi người có một cái kiểu định nghĩa, kiểu ngã kiểu khác nhau, nhưng trong đầu tư thì mình vẫn khuyên thật anh em là phải đề xuất đề cao cái rủi ro đầu tiên, liệt kê các cái rủi ro đó ra, bao nhiêu rủi ro nào lớn nhất, và hãy cho nó một cái cột, cột bên này là rủi ro, cột bên này nó là giải pháp. Mọi người làm nhiều tự nhiên nó thành thói quen, chứ chẳng phải là bây giờ làm như kiểu rất là lý thuyết giáo điều, là chẳng có lý thuyết gì cả. Lý thuyết hay thói quen bắt buộc anh em phải vận hành, bắt buộc phải thực hành, còn không thì chẳng giải quyết đến là gì, đúng không? Chẳng giải quyết vấn đề. Đầu tiên là chúng ta phải đọc, đọc xong rồi bắt đầu chúng ta mới vận dụng thực hành thì nó mới hiệu quả, nó mới an tâm được. Đây là đường rất tắc, đường đang đi rất chậm, may còn bò được. Nên là cứ làm cái đấy, làm nhiều là tự nhiên nó thành thói quen, mà nó thành thói quen thì nó sẽ thành phản xạ của mọi người. Đi đầu tư cái à có lô này đẹp lắm, lô kia đẹp lắm, thế là mọi người biết cái bản đồ giá rồi. Chẳng hạn mình nói mọi người rồi, phải biết sức khỏe đúng không? Chúng ta phải như những người bác sĩ, chúng ta phải như những người chuyên 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 gia đấy. Khám một cái là chúng ta biết ngay, biết ra bệnh ngay, đúng không? Và khám một cái là chúng ta biết người này là chỉ số như nào, người kia thì chỉ số như nào, thì chúng ta hãy là người bác sĩ đất đấy, người bác sĩ đất, người chuyên gia, người hay ngoại mỹ miều gọi là chuyên gia đất ấy, chuyên gia về đầu tư đất ấy. Thì các anh em hãy cố gắng làm những cái người bác sĩ. Thì không nên được trưởng phòng, không nên được trưởng khoa, thì cũng ít nhất là cũng phải làm cái cấp gọi là y tá điều dưỡng, đúng không? Để là phục vụ cho chính mình trước cái đã. Nhưng mà trong ngành y thì nó có nhiều cái răng hàm mặt rồi là nội khoa ngoại khoa lung tung beng lên, thì đất nó cũng thế, nó cũng có đất nhà phố, nó cũng có đất cỏ, nó cũng có đất chung cư, nó cũng đất biệt thự, có cũng có đất là shop house, nó cũng có đất là trang trại, đất là sản xuất kinh doanh vân vân, nó giống nhau hết mà, không có gì. Nhưng có cái là lúc nào người ta cũng phải đề xuất đến cái việc rủi ro. Những cái người mà làm y người ta đối mặt với cái việc đó rất là nhiều luôn. Và chúng ta để đối với diện với kinh tế, nên là bắt buộc anh em đi đầu tư hay mua bán cái gì là phải đề cái rủi ro ra, viết ra. Đấy, thông điệp nó là như vậy. Giống như cái câu chuyện đi giao thông rồi này, nếu anh em muốn nó thuận lợi ấy, tốt nhất là thay vì đi 1 tiếng cứ hạn trừ ra nó là 1 tiếng rưỡi, hạn trừ ra là 1 tiếng 45 phút,
cho nó thảnh thơi, ví dụ nó tắc đường, nó là chậm đường, nó đông đông xe chẳng hạn, nó đi thì đến lúc đến đích nó trừ hao là vừa nhé. Lợi nhuận lúc mà chúng ta đầu tư, chúng ta đặt là đâu đó là 30%, 50% hay 100% ấy, là một năm chẳng hạn, thì thôi cứ cộng cho nó biên, cộng trừ thêm 0,5% nữa là một tháng, một nửa năm nữa chẳng hạn là 1,5 năm, đúng không, thì nó tốt hơn. Chứ ai chẳng muốn được, trên đời ai muốn được hết, bởi vì lòng tham mà. Thế thì xuất phát từ cái đó thì cái ý thức đầu tư của chúng ta phải nên có cái điều đó. Chứ còn trên đời không có gì mà tự nhiên trên trời rơi xuống được đâu, chỉ có hạt mưa với cả cái gì đấy, thế thôi, chứ còn không có đâu. Mình thì cũng không phải làm video này để dạy đời anh em, chẳng có dạy ai ở đây cả, mình chẳng dạy ai, mà cũng không muốn cần mà anh em là phải học hỏi, chỉ anh em nghe thì nó hay, thì nó phù hợp thì tham khảo thôi, chứ còn mình chẳng dạy ai, chẳng phải thầy giáo. Thì thấy nó một cái những hình ảnh đó thì rất là muốn lan truyền đến cho mọi người, giúp ích được cái phần nào thì giúp ích thôi, đúng không ạ, giúp ích được cái phần nào thì giúp ích thôi. Một người xem video mà thấy hay cũng là cái tốt rồi, chứ mình không ngại vấn đề là nó như này nó như kia, không ngại về điều đó, chỉ ngại là cái điều đó nó có áp dụng được cho mọi người hay không thôi, và mọi người có áp dụng vận hành nó hay không thôi. Thì đấy, thông điệp của video này cũng nói thế thôi, lấy mấy cái hình ảnh kia so sánh, nói rông nói dài để cho mọi người hiểu thôi. Còn ai, mỗi một người khác khi xem cái video người ta sẽ hiểu ra một cái khác, người ta sáng tạo ra một cái yếu tố khác đấy. Thì cái thông điệp của video này chính là cái quản trị cái sự rủi ro, cái sự rủi ro rất là lớn. Đầu tư cái gì có rủi ro hết này, giao thông cũng có rủi ro hết, làm ngành nghề gì cũng có rủi ro nhá. Chúc anh em đầu tư thành công, chúc anh em đầu tư thắng lợi, và chúc anh em phải đầu tư có tiền, phải có tiền lời. Nhiều ông thắng không có tiền chứ giả nhá. Thì anh em nào muốn hỏi thêm điều gì, muốn chia sẻ thêm điều gì thì comment bên dưới. Và anh em nào nghe xem cái video ra xong mà không thấy hài lòng ấy thì cũng bỏ qua nhá, và lần sau thôi không xem nữa, đỡ mất thời gian của anh em. Mình thấy thời gian của anh em rất là quý báu. Còn anh em muốn đóng góp thêm điều gì các comment bên dưới. Còn vào cộng đồng đầu tư của mình thì trong group trên Facebook nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.